Nam Mô A Di Đà Phật. Ở mọi lúc và mọi nơi, một câu Phật hiệu này không thể đoạn. Trong miệng không niệm không hề gì, ở trong tâm thật có, chúng ta mới quyết định được sanh. Trong miệng một ngày từ sáng đến tối A-di-đà Phật, trong tâm không có, không thể đi. Người xưa gọi là miệng niệm di đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Trong tâm thật có, cái gì gọi là A-di-đà Phật? Trong tâm của bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, một câu nói này là dịch âm từ tiếng Phạn của Ấn Độ xưa. Nếu như trên mặt chữ mà phiên dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là trí tuệ, dịch là giác ngộ, ý nghĩa của nó là vô lượng trí tuệ, giác ngộ vô lượng. Trong tâm này của chúng ta có A Di Đà Phật, chính là trụ vô lượng trí, vô lượng giác. Đó không phải chân thật huệ hay sao? Không biết được cái gì là trí huệ, cái gì là giác ngộ, không có quan hệ gì. Chỉ cần trong tâm của bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì chính là, đây chính là trí tuệ, chính là giác ngộ. Trong tâm vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, thì không có trí huệ, không có giác ngộ. Cho nên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng không ích gì. Do đây có thể biết niệm Phật phải niệm bằng cách nào. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm tiêu hết. Hay nói cách khác, dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật đem vô lượng, vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước thay thế. Đây chính là diệu pháp của niệm Phật. Niệm đến chính mình vọng tưởng phân biệt chấp trước không sanh, công phu niệm Phật của bạn có lực rồi. Đây gọi là gì? Công phu thành khối. Ngay trong 2 đến 6 thời, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có bất cứ thứ gì. Công phu thành khối, đới nghiệp giảng sanh. Bạn tuyệt nhiên chưa khai trí tuệ, đới nghiệp giảng sanh, chắc chắn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Tây Phương tịnh độ rất thù thắng, rất đặc biệt, không hề quan tâm. Cõi phàm thánh đồng cư, cái địa vị này rất thấp. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta cái thế giới này rất đặc biệt. Tuy là cũng giống như các thế giới chư Phật khác, có 4 cõi, có cõi phàm thánh, có cõi phương tiện, có cõi thật báo, có cõi tịch quan. 4 cõi của thế giới phương khác không cùng như nhau. Ở ngay giữa có ngăn ngại. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, 4 cõi ở cùng nhau, sanh vào bất cứ cõi nào, đồng thời 3 cõi khác đều đạt được. Cho nên cõi phàm thánh đồng cư, hạ phẩm giảng sanh cũng không hề gì.
đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn ngày ngày thấy A Di Đà Phật, ngày ngày nhìn thấy Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, các ngài trụ ở cõi Thường Tịch Quang. Người của cõi Phạm Thánh Đồng Cư, Hà Hà Phẩm Giảng Sanh, có thể cùng với Bồ Tát của Thường Tịch Quang cùng nhau sinh hoạt, ngày ngày gặp mặt. Việc này thế giới phương khác không có. Hư không pháp giới chỉ riêng Tây Phương Tịnh Độ có. Cái này rất đặc biệt, gọi là pháp môn đặc biệt. Một tu tất cả tu, một chứng tất cả chứng. Cái cơ hội này trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Cư sĩ Bằng Đế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi, không nỗ lực, còn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, bạn mới biết được cái nghiệp chướng này nặng cỡ nào. Trăm ngàn muôn kiếp bạn mới gặp được một lần, bạn không biết trân trọng. Một hơi thở không vào, hối hận không kịp. Thánh nhân thế xuất thế gian đều nhắc nhở chúng ta, mạng người vô thường. Chúng ta có thể bảo chứng ở thế gian này sống được bao lâu? Cho nên người thật thông minh, người thật giác ngộ, họ biết chắc chắn trân trọng cái cơ duyên này, chắc chắn không để lỡ qua. Lỡ qua muốn gặp lại nữa thì phải vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, nhất định không thể nào đời sau lập tức là gặp được. Làm gì có việc dễ dàng như vậy. Đặc biệt là người học Phật hiện tiền chúng ta, ở cửa Phật tu được chút phước nhỏ, nếu như đời sau không đọa ba đường, khi đến nhân gian này nhất định phước báo lớn hơn so với đời này. Vừa hưởng phước, rơi vào trong danh vọng lợi dưỡng, phước hưởng hết rồi, tội báo liền hiện tiền, lập tức đọa ba đường. Nhất định như vậy. Sự việc này bạn bình lặng mà quan sát rất là rõ ràng. Giống như trên kinh Địa Tạng đã nói, từ trong địa ngục vừa mới ra, hưởng một chút phước báo, tác oai tác phước, sau khi chết rồi lập tức lại trở vào. Bồ Tát Địa Tạng xem thấy thở dài, không dễ gì giáo hóa được bạn. Vừa mới đi ra, bạn xem đánh một vòng đã trở vào rồi. Chúng sanh khó độ, cho nên Bồ Tát rất cảm khái, chúng sanh diêm phù đề can cường khó độ. Đây là sự thật, can cường khó độ, không chịu tiếp nhận. Xem địa ngục là quê hương, đọa địa ngục là trở về quê hương. Nhân thiên hai cõi là chốn du lịch, đến để nghỉ hè, không mấy ngày thì trở về quê hương rồi. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.